Chào mừng tất cả quý bà con, cô bác và anh chị em đã trở lại với chuyên mục máy lọc nước. Video hôm nay, chúng tôi tiến hành lắp một máy lọc nước cho trường học ở thị xã Tân Châu. Trường tiểu học đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Khoảng một tuần nữa là cho triển khai và cho học sinh vào học được rồi. Nên chúng tôi đang gấp rút lắp máy lọc nước để sử dụng cho các em học sinh. Thì đây hai bạn kỹ thuật đang tiến hành kết nối đường ống và lắp ráp máy lại. Máy 4 vòi thì một trường tiểu học chúng tôi đang tiến hành lắp hai máy là đủ công suất cho các em sử dụng. Lưu lượng nước từ 120 lít trên 1 giờ. Máy lọc nước bán công nghiệp sử dụng màng 400G, hai màng, màng 100G một màng. Đây. Bình chứa 50 lít, chúng tôi sử dụng bình thép. Máy làm chất liệu hoàn toàn từ inox nên khá yên tâm. Bơm khỏe, lưu lượng lớn, bơm 36V. Bơm nhập khẩu từ Đài Loan, thương hiệu Aqualife. Vỏ làm bằng inox. Vỏ làm bằng inox 304, khá chắc chắn, bền bỉ theo thời gian, sáng bóng. Đây thương hiệu máy bên ngoài, tem nhãn mác đầy đủ. Quý khách hàng là trường học có nhu cầu về lắp đặt cho các em học sinh sử dụng thì lắp máy lọc nước công suất lớn này sử dụng khá đảm bảo và đầy đủ lưu lượng, phù hợp với những nơi công cộng, trường học, nhà xưởng. Trước khi đưa vào sử dụng, chúng tôi tiến hành kiểm tra kỹ, lắp lõi lọc, kết nối đường ống và đưa nước vào bình chứa. Thì hệ thống này có 3 lõi lọc thô, 3 màng đồ. Ngoài ra nó còn có lõi T333 để đưa khoáng chức năng lên vòi, bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể. Máy sử dụng 4 vòi lấy nước. Các bạn có thể lấy một lúc 4 vòi. Nguồn điện cấp vào máy là 220 lít. Xin lỗi các bạn. Nguồn điện cấp vào máy là 220V. Ngoài ra trên máy có cái họng xả để thu nước thừa. Khi chúng ta lấy nước, nước thừa sẽ xả trên bề mặt của máy và thu đưa ra ngoài. Nên là chúng ta không phải đổ nước đi tới đâu hết. Không phải mang ly đi đổ, rất là tiện lợi. Máy sử dụng ống cấp dây 10 và ống thải dây 6. Sau khi kết nối xong, chúng tôi sẽ tiến hành đưa máy vào vị trí. Vị trí này là trường học ở thị xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Cửu. Gần giáp biên giới với Campuchia. Trường tiểu học khá lớn. Trước đây là chỉ có một cái trường bên cạnh. Và bây giờ đang mở rộng thêm những cái mái trường phía bên phải này nữa. Hiện nay chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng máy lọc nước cho trường học, gia đình,
và công ty sử dụng. Chúng tôi phân phối tất cả các hãng trên thị trường. Mọi người có nhu cầu mua dòng nào thì cứ để lại bình luận hoặc số điện thoại. Chúng tôi sẽ chủ động trực tiếp gọi liên hệ cho quý khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thiết bị linh kiện cho đại lý và cửa hàng với giá tốt. Quý khách hàng có thắc mắc hay có nhu cầu cứ để lại số điện thoại và liên hệ cho chúng tôi theo số hotline trên. Xin cảm ơn mọi người.